rồi cả nhà, đây là mật bông của mini Yaya nha cả nhà. À, một trong những mini Yaya có nhiều mật bông lắm, nhưng mà cái mật bông này thì thông dụng nhất ha. À, hiện tại thì cái dòng này thì nó thị trường nhiều nhất, em thấy nó rất là đa dạng, có màu tím nữa, nhưng mà cái bông này rất là căng ha. Đó thì nó rất là xuyên bông, thì hôm nay quay để chia sẻ cả nhà mình cái mặt bông của thằng này thôi, có nghĩa là cả nhà mình có thể tham khảo, mình biết cái cây bông mini da nó bông đẹp cỡ nào á, tuyệt vời, rất là tuyệt vời nha anh chị ha. Đó, đây là cái bông mini da đó, rồi cả nhà mình tham khảo rồi cho em ý kiến ha. Đây là có rất là nhiều dồi anh chị, khi mà cây nó lớn ha, nó nhiều bông lắm. Cái này là nó đã từ sắp tàn, một số nó đã tàn rồi nè, thì chia sẻ để cái nhà mình có thể có một cái tham khảo về mặt bông, một số mặt bông của dòng Dendro ha. Cái nhà mình có thể đặt câu hỏi ở bên dưới thì em sẽ quay, anh chị mình thắc mắc những cái bông gì á, đang Dendro gì thì anh chị em mình cứ comment bên dưới, em sẽ làm những cái video em quay cái mặt bông lên, nếu mà có mặt bông đầy vườn ha. Dòng này rất là đẹp nha anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình